Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên đánh giá review các xe đạp chính hãng thể thao nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái chiếc xe đạp địa hình dòng trung cao của Gian. Nói chung là nếu mà dòng bình dân thì các bác đi con này là rất là cao cấp rồi đấy, là XTC 820. Con này là nó số cao hơn 800 là nó sẽ ngon hơn XTC 800 các bác nhé, và giá nó cũng nhỉnh hơn một chút. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết phần của chiếc xe, các phần của chiếc xe. Đấy, về phần sơn là rất là đẹp các bác nhé. Chủ xe là đi rất là ít, cực mới luôn, không có vết xước nào cả. Về phần yên này, các bác chỉ cần nhìn yên là các bác biết là chủ đi ít rồi, ngồi rất ít luôn. Đây có dòng chữ là ALUXL Technology, có nghĩa là công nghệ làm nhôm siêu nhẹ của dòng Giant, là dòng Gian đấy. Cái dòng này là dòng độc quyền nhé, ALUXL có nghĩa là nhôm siêu nhẹ đấy, dòng nhôm trung cấp của Gian. Xe được trang bị bộ chuyển động Shimano Deore, phanh dầu Shimano, Gifford nguyên bản của Gian hết. Xe rất là đẹp, giảm sóc thể lực, có khóa sóc, khóa hành trình dốc. Đây các bác chỉ cần nhìn lốp mới biết, lốp thì rất ít thôi, đi có mấy chục cây. Đây, lốp nguyên bản của Gian, lốp 275 các bác nhá, đi rất êm. Phanh đĩa to, phanh đĩa to cho hiệu quả phanh tốt hơn là các cái dòng khác. Nói chung dòng này nó là cái dòng cận cao cấp của thằng địa hình Gian rồi. Đùi đĩa trục rỗng, bộ đề Shimano DOG 10 lít, phanh dầu, lốp đằng sau rất là mới. Nói chung xe này đi cực kỳ ít luôn. Size là size S, không phải đo size nữa, bởi vì dòng thằng Gian này thì nó quy định chỉ có S, L và M thôi. Size S này thì phù hợp cho các bác từ cao từ khoảng 1m6 cho đến 1m7 là đi phù hợp chiếc xe này. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chuyển động cho các bác xem nhé. Cảm ơn. Chuyển động rất là mượt mà, 10 lít 3 đĩa cho xe 30 tốc độ lên đĩa lít này. Phát đảo ra phát đấy. Đấy, rất là mượt, các bác là đi leo núi con này là ngon luôn. 3 đĩa rồi, nên rất là nhẹ nhàng luôn. Xe chủ cũ đi rất ít các bác nhá, tầm mấy chục cây thôi, em nhìn lốp mới yên là em đoán là như vậy. Xe rất đẹp. Vâng, và xe có giá bán bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác, chuyển hết tiền. Và các bác quan tâm đến chiếc xe này thì nhắn Zalo cho em qua số điện thoại trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.